Khương Nhật Minh xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày 5 tháng 5 năm 2021. Thì mình có nhận được số tiền ủng hộ của cô Vân, Mạnh Thường Vân ở bên Mỹ có gửi về cho mình đó là 200 đô la để gửi đến những hoàn cảnh khó khăn ở thành phố Vĩnh Long trong buổi sáng ngày hôm nay. Bây giờ là 7 giờ 4 phút rồi cả nhà. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đổi 200 đô la nha, để chúng ta sẽ xem được bao nhiêu tiền Việt Nam đồng, và sau đó là chúng ta sẽ đi trao đến những hoàn cảnh khó khăn ở tại Vĩnh Long. Thì mình cũng sẽ dắt cả nhà cùng đi theo chân mình đi đến tiệm vàng. Thì chia sẻ lại với cả nhà một lần nữa, đối với tiệm vàng ở tại Vĩnh Long á, thì đa số là mở cửa từ 7:30. Nhưng mà cũng có một vài tiệm vàng mở cửa rất là sớm. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến tiệm vàng mở cửa sớm, đó là tiệm vàng Hưng Long, một trong những tiệm vàng mở khoảng 7:10, 7:15 gì đó. Để chúng ta sẽ cùng đi đổi xem cái tỷ giá ngày hôm nay chúng ta sẽ được bao nhiêu tiền nhé nha, để xem chúng ta sẽ giúp được bao nhiêu bạn lớn tuổi, khó khăn hoặc khuyết tật ở tại thành phố Vĩnh Long trong buổi sáng ngày hôm nay. Đây là khu vực chợ trái cây phường 1 nha cả nhà ha, đường 3 tháng 2. Buổi sáng mà cả nhà đi giờ này thì chắc chắn là trái cây rất là nhiều luôn. Chết rất là hấp dẫn. Rồi vậy là tiệm vàng Hưng Lâm trong buổi sáng ngày hôm nay chúng ta đã được mở cửa rồi. Thì chúng ta sẽ cùng vào đổi thôi. Giờ là 7:05 rồi cả nhà. Chào anh chủ. Dạ, bữa nay cho em đổi 200. Rất là đông người dân đổi tiền trong buổi sáng ngày hôm nay cả nhà ha. Của cô Vân nha cả nhà. Này chậm. Hai trăm em. Vậy là tỷ giá hôm nay của chúng ta là 2.358.000, thì chúng ta sẽ đổi được 200 đô là 4.716.000 em. À, cảm ơn em. Thì một chút xíu nữa là mình sẽ gửi thêm vào để cho đủ là 4.8 để chúng ta sẽ cùng đi trao 24 hoàn cảnh khó khăn trong buổi sáng ngày hôm nay cả nhà ha. Đây là giá vàng ngày hôm nay nha cả nhà. Trong thời gian chờ đợi thì mình cho cả nhà xem cái bảng giá vàng luôn ha. À, cảm ơn em. Rồi giờ là tiền chúng ta đã có này cả nhà. Chúng ta sẽ được là 200 đô trong buổi sáng ngày hôm nay ha.
4.716.000. Rồi cảm ơn anh chủ. Rồi chào anh chủ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng... À quên, anh chủ có thể cho em đổi là 200 không? Để em quên này. Với 100 rồi. Dạ với 100 cũng được nữa. 4.000.000. Một. Đây, cho anh đổi dưới 100. Quên, hãy quên nói với anh chủ. 4.500.000 nha. Rồi cảm ơn. Rồi cảm ơn anh chủ lần nữa nha. Chào anh chủ. Mệt. Rồi vậy chúng ta sẽ cùng phát vòng vòng. Rồi chào bác đi ạ. Rồi chúng ta cùng đi thôi cả nhà ơi, để xem hôm nay chúng ta sẽ có duyên với 24 hoàn cảnh khó khăn nào tại thành phố Vĩnh Long cả nhà ha. Mình chia sẻ với nhà, mình đang dắt cả nhà trên con đường Hoàng Thái Hiếu, phường 1 nha. Mình thấy đối với cái khu vực mà bến phà An Bình đó cả nhà, thì cũng rất là nhiều các cô, chú, bác, nội ngoại đến tuổi cũng khó khăn ở dưới lắm. Thì hôm nay mình quyết định là mình sẽ di chuyển xuống hướng đó để trao cho những tấm lòng của mạnh thường quân đến những hoàn cảnh khó khăn. Thì mình luôn luôn là mình muốn san sẻ đến với những hoàn cảnh khó khăn ở các nơi, nhưng mà mỗi cái số lượng thì nó sẽ có một cái chỉ tiêu nhất định. Đó, khi mà mình đã trao ở khu vực này rồi thì qua lần sau mình sẽ trao ở khu vực khác. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng phát ở khu vực phường 1, có thể gọi là khu vực trọng điểm, mà gần như là những người lớn tuổi bán vé số hay là ve chai là tập trung rất là đông vào buổi sáng ngày hôm nay. Đây là đoạn đường Hưng Đạo Vương, phường 1 nha cả nhà. Mình sẽ phát cho ngoại này trước. Bến phà An Bình buổi sáng ngày hôm nay là cũng chưa có khách đông nè cả nhà. Rồi con chào ngoại. Ngoại nghe con nói chuyện không? Được. Được. Nay ngoại bán bao nhiêu tờ? Trăm bữa, trăm chừng 70 không chừng. Giờ bán trăm bữa nhiều ít. Dạ rồi. Ê, hôm nay con cũng nhận được sự hỗ trợ của cô Vân ở bên Mỹ, có gửi đến những hoàn cảnh khó khăn lớn tuổi ở tại Vĩnh Long. Con cũng thay mặt cô ấy gửi tặng cho ngoại. Dạ. Ngoại cho con xin tấm hình nha. Rồi chúng ta tiếp tục thôi cả nhà. Xem ra hôm nay bến phà An Bình cũng không có đông khách như những ngày nghỉ lễ hay những ngày cuối tuần cả nhà. Hôm nay là ngày thứ tư ở bên Việt Nam rồi. Ta sẽ đi tiếp thôi. Đây ạ, cho mắt quá.
đang chạy ngược sáng cả nhà. Chia sẻ với nhà bây giờ là 7 giờ 14 phút buổi sáng nha. Rồi, chào cô. Năm nay cô nhiêu tuổi rồi? Là 62 rồi. 62. Mỗi ngày cô bán nhiêu con quên rồi. Cô bán ngày có 150 vé hả? Dạ, mấy ngày cô thấy tình trạng bán như thế nào? Trời, hôm nay nó già dọm, nó vô dịch á. Bán cũng hơi chậm, tối vắng lắm em ơi. Tối mới vắng. Giờ là chủ yếu bình thường là cái thời gian mà cô bán là buổi tối là có khách nhất hả? Tối là hơi đông, mình bán nó đạt một chút. Dạ. Giờ này mình hết sớm. Dạ. Nhưng mà nó kéo dài hôm qua tới 3-4 giờ cô mới hết. Dạ. Có 150. Buổi tối cô có bán không? Có, cô có bán. Rồi thu nhập của cô một tờ vé số là bao nhiêu tiền? Rồi có 1000 hả Minh ơi. Dạ. Cô có nhớ mấy cái giải gì trúng được nhiêu tiền không? Một giải lô giải đầu tiên á. Đầu tiên là được 100. Là số đầu hai con đúng không? Giải 8. Rồi tới giải 3, giải 4 thì từ lô 3 triệu đến giải 5 thì 1 triệu. Rồi 10 triệu. Dạ. 15 triệu. Dạ. Rồi nào giờ cô bán với số là trúng giải cao nhất là bao nhiêu? Hồi đó giờ cô bán là được giải chỉ an ủi thôi. An ủi. An ủi 6 triệu hay là an ủi 50 triệu? 6 triệu. Dạ. Là 50 triệu thì chưa có thấy. Dạ. Bao nhiêu cũng được rồi ha. Yeah. Rồi hôm nay cũng chia sẻ với cô là con có nhận được sự ủng hộ của cô Vân. Yeah. Mạnh Thường Quân ở bên Mỹ. Yeah. Có chút quà gửi đến những hoàn cảnh khó khăn. Yeah. Lớn tuổi ở tại phố Vĩnh Long. Con thay mặt cô ấy hỗ trợ cho cô một phần. Yeah. Yeah, đây là tấm lòng của cô Vân bên Mỹ nha. Yeah. Cô cũng cảm ơn bên Mạnh Thường Quân. Với trước nữa là em, có em rồi mới có nhân dân. Dạ. Và cô cũng cảm ơn sự đóng góp của anh em và trong đồng đội rồi của bên Mạnh Thường Quân. Dạ. Cô cảm kích, cảm ơn nhiều. Dạ. Rồi thôi con chào này, cô. Này cô gửi cho em. Rồi. Nếu được thì làm. Này con giữ giùm ha. Nào chúng lại kiếm con. Rồi. Rồi con chào cảm cô. Cảm ơn rồi chúc cô ngoan ngoãn đắt. Cho con chụp tấm hình. Đó sẵn đây mình cũng cho cái nhà xem về cái hoàn cảnh của cô này bị khuyết tật hồi nhỏ, vừa không thể nói được mà không nghe được đó, mà cái hai chân cô ấy thì nó bị giống như là chân kiềng đó cả nhà, vòng kiềng nó kiềng vào nhau. Cô ấy rất là nhỏ bé ha. Rồi, nói chung là cô không có nghe được. Thì mình cũng biết cô này là bán vé số rất là thường xuyên tại Vĩnh Long. Thì hôm nay thì mình cũng thay mặt cô Vân để tặng cho cô ấy một phần quà thôi. Rồi chúng ta đi tiếp nha cả nhà. Nay mình dắt cả nhà đi chợ phường 1 luôn. Cái tuyến đường mà có thể gọi là trung tâm mua bán nhu cầu lương thực thực phẩm ở tại Vĩnh Long, đường 1 tháng 5. Rồi mình sẽ tiếp theo mình sẽ gửi cho cô này. Nhà thấy cô này rất là thấp bé phải không ạ? Rồi chào cô, năm nay cô nhiêu tuổi cũng quên rồi? 65. 65. À. Dạ, cô hình như cô cao 1 mét mấy? Không biết 1 mét mấy. Thì thấy cô rất là thấp. Mỗi ngày bà cô bán được nhiêu tờ? Mỗi ngày bán được 120 tờ. 120 tờ. À. Dạ. Còn giá lợi 1000. Dạ, còn ngày năm bán cũng hết không? Ngày bán hết. Cho con mượn tờ số rồi. À. Để con coi cái giải thưởng phía sau, một tờ thôi. Đây hôm bữa thì có một anh cũng đã hỏi mình là về cái giải trúng. Thì ở đây thì chúng ta trúng thì nếu mà hai con số cuối cùng, đây thí dụ như 45 thì chúng ta sẽ trúng được 100.000. Còn nếu mà ba con thì chúng ta sẽ trúng được 200.000. Đây là ba con 7, 4, 5. Đó cứ như vậy thì cái giải thưởng của chúng ta sẽ được tăng lên. Nếu mà chúng ta trúng hết 6 con thì chúng ta sẽ được 2 tỷ nha. Đó. Còn nếu mà trúng 5 con, mà thí dụ như là trúng 5 con từ 7, 8, 7, 4, 5 thì chúng ta sẽ được là 50 triệu. Còn nếu mà chúng ta chật một con trong số 5, trong số 6 con này nó nằm ở hàng khác mà nó không phải là chật cái số này thì chúng ta sẽ được là 50 triệu thôi, 6 triệu. Đó. Không biết là anh ấy có hiểu hay không à. À còn những cái giải khác thì chúng ta cũng đều đếm từ bên phải qua. Đó. Rồi, con gửi cô. Rồi, cũng chia sẻ với cô luôn là hôm nay con nhận được sự ủng hộ của cô Vân. Yeah. Mạnh Thường Quân ở bên Mỹ có gửi về để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, lớn tuổi, khuyết tật ở thành phố Vĩnh Long.
Thì riêng con thì con rất là quý những người mà lao động, mặc dù là bán lời rất ít nhưng mà vẫn cố gắng bán để coi như là dùng cái công sức của mình để phục vụ cái cuộc sống hàng ngày. Thì con cũng thay mặt cô ấy gửi tặng cho cô một phần quà. Không phải ai con cũng gửi. Dạ, cô bán gì? Dạ không được. Tại vì thật sự là đối với những tiền mạnh thường quân là người ta chỉ ủng hộ những người mà chăm lo việc mua bán thôi. Rồi, con cảm ơn cô. Rồi, cô Vân cảm ơn mình nhiều nha. Dạ, cô cảm ơn cô Vân ha. Dạ. Dạ, mạnh thường quân giúp trong ngày hôm nay cho cô. Rồi, cô qua đợi con xíu cho con xin tấm hình. Rồi, cả nhà ơi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục thôi. Bây giờ là 7 giờ 21 phút nha cả nhà. Ngoài lại con mua gạo cho ngoại. Dạ, này mình có gạo gì ngoại? Gạo muống, gạo lang, bông súng, tay tượng. Bông súng, tay tượng. Rồi một cái rổ rau gì mình ngoại bán hết là bao nhiêu tiền? Giờ nếu con mua hết thì mình bán bao nhiêu tiền? Mua hết hả? À, để coi. Dạ, mình tính thử một con coi. 5, 10, 15, 20. 20. 20 là gạo gì ngoại? À là cái này gạo lang. Gạo lang. Gạo lang như ngoài. 10.000 nữa là 40, còn này 3.000 là tính hết trơn 40.000 à. À 43 nhưng mà thôi bớt 3.000 phải không ạ? À là có 43.000 thôi. Mỗi ngày như vậy ngoài bán được bao nhiêu mâm như xay như vậy? Ví dụ á mình bán nhiều thứ thì được cũng được 100. Dạ. 100 đó là vốn với lời luôn. Không có, cái này nhà mình bận nhà mình đi bán. À vậy là gạo vườn của ngoài luôn gạo hả? Gạo vườn nhà luôn. Vậy là cũng như ví dụ mình ăn thế nào mình trồng cái gì ăn đều hết. Dạ. Rồi cái mình dư chút đỉnh mình đi bán. Dạ, rồi năm nay ngoại bao nhiêu tuổi rồi? 74 tuổi rồi con. 74 tuổi rồi. Ừ. Mà hoàn cảnh gia đình mình sao mình phải đi bán cực khổ vậy mày? Không phải là cái gì. À. Tại vì ví dụ mình ở nhà. Dạ. Thì mình xài nhiêu tiền đó còn mình đi bán ví dụ cái này cái là mình có đi cho nó vui vẻ. À. Ở nhà nó buồn con. Dạ. Đi vì... đây mình có nói chuyện bạn bè này này nọ. À. Còn con ở nhà là con ở nhà con mình xong đi vô đi ra xuống tuổi thấy nó buồn lắm. Dạ, tại vì con thấy là ngoài bưng cái mâm như vậy cũng nặng lắm chứ đâu phải là đó đó, nhẹ nhàng gì đâu. Bán đắt á. Dạ. Thì mình đỡ bưng. Dạ. Rồi vậy đó. Còn quê ngoại ở đâu? Ngoại ở trong cầu Bùng Binh nè. Cầu Bùng Binh, cầu Bùng Binh Đông Hồ. À, dạ rồi rồi. Chỗ cái đường xuống phà Đình Khao á. À dạ rồi. À. À, năm nay ngoại 74 tuổi rồi ha. À, rồi thì cũng chia sẻ với ngoại luôn. Dạ. Là hôm nay con có nhận được sự ủng hộ của Mạnh Thường Quân là cô Vân ở bên Mỹ. Dạ. Có gửi về để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, lớn tuổi, khuyết tật ở tại Vĩnh Long. Dạ. Thì ngoại cũng là một trong những cái số được sự ủng hộ của cô ấy hôm qua con. Không có, thôi bây giờ còn ngoại nói vậy, ngoại còn làm được. À. Thì ngoại cảm ơn con. Dạ. Thôi thì để ngoại đi bán cho ngoại, để con cho những người khác là ví dụ người ta bệnh đi nghèo đi cũng được vậy đó. Vậy là bây giờ là ngoại quyết định là nhường cái phần quà của ngoại. Nhường cái phần quà của ngoại cho tất cả. Dạ. Những người mà người ta không có rồi này nọ. Dạ. Đó, người ta đi làm cũng được. Dạ, chứ con thấy ngoại cũng lớn tuổi lắm rồi. Nhưng ngoại còn làm được. Theo ngoại là ngoại quyết định nhường. Nhường. Dạ rồi, rồi vậy thôi con cảm ơn ngoại. Thì bây giờ ngoại bán hết rau cho con đi, con mua hết rau cho ngoại. Cái này con mua nha. À, dạ rồi. Rồi. Con mua về con ăn đó. Dạ rồi, con bán hết rau cho con đi. Dạ không, cái này con mua mà. Ờ, vậy rồi, cảm ơn con. Dạ, rồi bây giờ quay bỏ bọc cho con đi. Lấy cái bịch bự á. Đây có hết. Đó, có hết trơn rồi ha. Này có cho phiếu à hả? Này không có cho phiếu. Anh đi bán đi. Đó, bữa nay là mình có mấy loại rau ngoại, rau muống nè. Rau lang nè. Tai tượng, bông súng. Dạ. Giờ 4 loại. 4 loại. Đó, cả nhà thấy không? Mặc dù ngoại lớn tuổi nhưng mà ngoại quyết định là nhường cái phần quà của mình. Đó. Để cho anh chị đã cho anh xây á. Dụng vô bao, muốn dụng vô bao được. Đây mình đang quay ở chợ phường 1, hình ra cũng rất là nhiều bà con đang hiếu kỳ. Đó. Muốn cho ba chống ăn cả bào dữ vậy. Dạ. Mua cho ngoại về nghỉ sớm.
Không, con nhìn thấy giống bà nội con hơn thôi, con kêu bằng nội nha. Dạ. Dạ rồi. Rồi. Rồi nãy nhiêu tiền nội? Rồi con đưa 100 khỏi thôi. Không. Không, cái tiền này của con khác. Bây giờ ngoại cứ lấy, à, nội cứ lấy đi nè, tiền này của con. Rồi một chút xíu nữa là con sẽ đưa cái tiền. Bây giờ nội cũng có tiền thối đâu. Nè, nội lấy đi. Nè, nội cầm con đi. Dạ rồi. Cái đó là tiền của con mua ủng hộ. Dạ rồi, dạ rồi. Rồi, cảm ơn nội. Ủa, tới hai bọc luôn hả? Hai bọc. Thôi, bây giờ nội giúp con cái này đi. Nội đem hai cái bọc này lại ngay cái quán cà phê chỗ Phương Thủy á. À, sát bên chỗ cà phê Hoa Nắng á. Nội gửi giùm con, nó gửi cho cậu Minh là được rồi. Dạ, nội đem lại em con tí nha. Thì con chở không hết. Dạ rồi, dạ rồi. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Rồi rồi, con chào nội nha. Rồi, chào anh Cảnh. Dạ. Nay thì anh lấy bao nhiêu tờ? Nay lãnh 300 mấy anh Minh ơi. 300 mấy, sáng giờ anh bán được nhiêu tờ rồi? Có 6 mấy tờ rồi. 6 mấy hả? Dạ. À, bây giờ khoảng 7 giờ rưỡi rồi ha. Dạ. Rồi thì cũng chia sẻ bên Cảnh luôn là hôm nay là em có nhận được sự ủng hộ của cô Vân. Dạ. Mạnh Thường Quân ở bên Mỹ. Dạ. 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 Qua Nắng phải không? Dạ không, Phương Thủy. Phương Thủy. Sát bên. Dạ. Đối với những hoàn cảnh khó khăn ở tại Vĩnh Long thì em cũng thay mặt cô ấy gửi tặng cho anh một phần. Dạ. Đây là tấm lòng của cô ấy. Mong muốn hỗ trợ những người khó khăn với khuyết tật. Em rất là cảm ơn cô Văn, anh Minh ơi. Dạ. Dạ. Rồi thì hy vọng là anh sẽ bán hết sớm trong ngày hôm nay. Dạ. Rồi anh cho em xin tấm hình nha. Dạ. Cả nhà có thể thấy được không? À, là đối với những hoàn cảnh khó khăn, mặc dù là những người lớn tuổi còn đi bán kiếm từng ngàn như vậy đó, nhưng mà có điều là họ cũng có những cái tấm lòng rất là cao quý, là sẵn sàng nhường cái phần hỗ trợ của Mạnh Thường Quân đến với những hoàn cảnh khó khăn hơn họ. Và bà nội trong clip là một trong những cái tấm gương mà chúng ta được thấy trong cái buổi sáng ngày hôm nay. Bây giờ là 7:28 nha cả nhà. Mình đang tiếp tục dắt cả nhà trên đoạn đường 1/5. Tuổi rồi cả nhà. Tại do cái phần rau á, thì khi mà nội giao cho mình á, thì mình bưng là mình nghĩ là trên dưới cũng 10 kg cho cả nhà, rất là nặng luôn. Thành ra mình không có chỗ chở nữa. Thành ra mình đã nhờ nội để đem lại cái chỗ mà một cái anh của mình quán cà phê Phương Thủy á, để mình gửi. Đó, thì chút xíu nữa mình thấy là những hoàn cảnh khó khăn thì mình gửi luôn những bọc rau nghĩa tình của bà nội bán, chứ không xin. Không nhận, sẵn sàng nhường cái đó cho người khó khăn hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đi kiếm tiếp nha cả nhà. Vậy chắc có lẽ là mình sẽ quẹo phải. Thank you.
sẽ gửi cho chị này nha cả nhà. Dễ. Con năm nay nhiêu tuổi rồi? Sao mấy rồi? Đợi chút xíu thì con gửi luôn phần quà cho mấy cô luôn. Dạ. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi? Gần 70 rồi. Gần 70. Hai cô sáng giờ lấy bao nhiêu tờ số? Năm mấy tờ rồi? 500 mấy hả? Dạ. Là coi như là mỗi ngày mình bán vậy mình lời được nhiêu cô trước? 55. Cô bán 55 tờ là có lời được có 55 ngàn thôi. Ủa sao cô bán ít vậy? Tại vì trong người ta quá mình bán nhiêu mình nhiêu vậy. Dạ, chứ cô không cho trả lại. Dạ. Bán nhiều vậy là bán hết nhiều. Dạ, thành ra là mình lấy cũng có giới hạn thôi ha. Đúng rồi. Dạ rồi. Rồi, chị. Hôm nay chị lấy bao nhiêu tờ? 200. Sáng giờ chị bán được nhiêu rồi? Bán rồi hôm tới giờ. Bán hồi chiều hôm qua tới giờ ha? À, hôm qua tới giờ. Là được nhiêu mà mày? À chị? 200. À, 200. Đổi với số giả nè, đổi số giả nè. À. Đây không có nhiêu vậy, 300 ngàn à. Bởi vậy? Không. Trời ơi, nó in, nó mờ phải không chị? À. Mà nếu mà đổ buổi tối chắc nhìn không ra. Không ra, giống như chị luôn. Tối nhìn không ra. Nó đổi. Trời ơi. Nó ban ngày đó. Nó ban ngày luôn hả? À. Ban ngày mà mình cũng bị nó luôn. À. Đúng rồi, số giả. Khủng khiếp thiệt chứ. Trời ơi, mấy bà đi đổi chi vậy? À, có biết đâu trời. Trời ơi, nó mua. Nói chung thì đâu có biết được. À, dạ, nói chung thì mình thấy thì mình luôn luôn mình muốn có thêm thu nhập. Nó còn cái chiêu gì nữa. Thả tôi bị 3 tờ đó. Là như vậy nè. Tờ giấy số còn chẳng còn chi thì còn tới giờ nè. Đâu để cô này chia sẻ luôn cái vụ mà bị. Để cho nghe nha. Giả tỷ bây giờ hai người mua phải không? Thì cái cậu này cố giờ rồi chị thì mua thì mình phải dòm cái thằng mua. Đúng rồi. Đâu có dòm cái thằng đứa với chó giò đâu. Nó đã cháo chó giò nè, 3 triệu bạc nè, ông xã phải đổi nè. Trời ơi, góp tới giờ chưa hết nữa. Cháo với giò hả? Nó cháo với giò. Ồ, trời ơi ghê vậy. Chưa góp chưa hết nữa đó. Dạ. Tôi thì tôi bán lâu năm rồi, tôi góp kinh nghiệm nè. Nè, cô thấy không? Giấy giò còn giấy giò nguyên si của nó là nè, 3504 phải không? Rồi. Nhưng mà giấy giò của nó cháo cho mình là 8573. Trời ơi. Nè mà tờ giấy số chúng nè. Nó ghê vậy trời. Tôi nói với tại tôi nói chạy mấy bà chưa mới bán tôi chưa có nói cho mấy bà biết không rồi mấy bà nào sợ nó nói tôi nhiều chuyện. Mấy lần rồi. Hả? Tôi bị hết mấy lần cái hiểu không? Ngang tờ 200. Mới bán cái giấy giò là phải dòm để cao cảnh giác. Là giấy giò mình phải ký tên. Mua mình nhiều. Phải ký tên. Đúng rồi, cái giò mình phải ký tên như vậy nè. Bởi vậy. Cái giò mình phải ký tên nè, không ký tên, ký tên nó chưa cho cái tờ giấy giò. Nó có cháo cho mình thấy. Chà, ghê thì trời, bây giờ không ngờ là cái thủ thuật của nó bây giờ ghê vậy. Đó. Là bây giờ nó dùng cả tờ giấy giò để đó nó rồi, in lại. Bởi vì mình dòm cây vô. Tôi mới ra bán, ổng đâu có biết đâu, tôi đền 3 triệu phải góp chết mẹ luôn. Bởi vậy. Góp chứ. 3 chục ngàn nè. Ừ, góp ngày mấy chục ngàn mà góp hết trơn. Bởi vậy. Cậu Minh nè, cậu Minh. Nhưng mà chết hả? Chết rồi là chết. Cậu Minh, chẳng đây có cơm dẹp tờ, tôi nói cho cậu nghe mà bữa đó ha, tôi nói cho chị nghe nè. Bữa đó tôi chú Minh hỏi tôi gì Ngọc có giấy giò chưa, tôi nói chưa, thấy con có phiếu chưa, tôi nói chưa. Thì chú Minh đưa trên tay tôi vậy mà quỷ thằng xe lăn nó nói với người ta á là tôi giật ở trên bàn cái số của nó, chú Minh đưa cho nó tại bàn. Thôi được rồi, không có thì thôi. Do mà cậu biết không, nó nói người ta chửi tôi. Bây giờ con đã nói với cô rồi, cái chuyện nào mình không có thì thôi bỏ qua. Nó chửi tôi á. Mình nói chung ai cũng khó khăn hết á. Thì bây giờ là người ta không hiểu. Mà bây giờ thì con đã xác nhận cho cô rồi. Thì thôi mọi chuyện nó có bỏ qua. Mà hôm qua nó mấy con trả tôi rồi. Thì thôi. Tham thôi thôi con biết rồi. Rồi thì thôi hôm nay cũng chia sẻ với mấy cô luôn với chị luôn là hôm nay là con nhận được sự ủng hộ của cô Vân Mạnh Thường Quân ở bên Mỹ có chút quà gửi đến những hoàn cảnh khó khăn khuyết tật ở tại Vĩnh Long lớn tuổi thì gặp mấy cô cũng là cái duyên thì hôm nay con thấy mà cô ấy gửi tặng cho mấy cô ha. Tại vì cái phần quà nó có giới hạn thành ra đợt này con phải chọn lựa rất là kỹ chứ không có phát tập trung được. Dạ. Đây, trước tiên em gửi cho chị. Chị nhắn gửi với Mạnh Thường Quân ông cô Vân. Cảm ơn cô Vân nhiều. Dạ. Rồi chị cho em xin tấm hình nha. Dạ. Phan mấy chị nhận hết đi rồi cho em xin tấm hình em chụp chung sau. Rồi. Rồi, cô tên gì? Cô Lan. Cô Lan. Dạ. Cô bán trên đoạn đường nào cô Lan?
bán vườn này đúng lắm hết trơn à. Trần Đại Nghĩa ha. Dạ. Đây con gửi cho cô. Dạ, cảm ơn. Tấm lòng của cô Vân đó. Dạ dạ, cảm ơn cô Vân, cô Vân. Dạ. Còn cô tên gì? Dạ. Tên Thứ. Cô Thứ. Như con cũng có gặp cô ở dưới Trần Đại Nghĩa đúng không? Dạ. Cảm ơn cô Vân nè. Dạ rồi. Nhà ông Sáu nằm bệnh viện nữa nè. Dạ. Bà đi bán rồi, bị ba tấm là chết luôn. Dạ, bởi vậy. Rồi cô tên gì con quên rồi. Tôi tên Ngọc. Đây cô Ngọc. Ở ngoài thì tôi kêu Yến thôi, tại giờ nào đó tôi tên Yến nhưng mà mấy ông nội này không làm sao thành chữ Ngọc hết. Rồi, cô có nhắn gửi với Mạnh Thường Quân không? Cô Quân. Chị em nhắn gửi là rất cảm ơn cái Mạnh Thường Quân, rồi ráng làm ăn phát tài, sống lâu trăm tuổi, giúp đỡ cho những người nghèo của thành phố Vĩnh Long. Dạ rồi. Rồi bây giờ hy vọng mà mấy cô sẽ bán hết trong ngày hôm nay nha. Hết sớm trong ngày hôm nay. Dạ. Rồi giờ con chụp tấm hình nha, con chụp tấm hình. Rồi, đợi đợi con cái. Chào mấy cô nha. Dạ rồi. Dạ rồi rồi. Tôi bị quan ước khẩu ngày tôi bị chửi tức chết luôn nha. Rồi, con đã xác nhận là được rồi. Bao nghe cậu, cậu tin tưởng tôi là được rồi. Ủa con chạy trên lề này bên kia nó có đường xuống không ta? Dạ chắc không có hả? Dạ luôn mình nghe. Bữa nay không có phát chị ơi. Dạ rồi, dạ rồi. Dạ rồi, dạ rồi. Đó cả nhà có thể thấy được mà bây giờ cái hình thức lừa đảo nó chuyên nghiệp của nó qua bên mà in một cái tờ giấy giò để trúng cái tờ giấy số thật. Đó. Ghê gớm thiệt cả nhà. Rồi, rồi chào mấy cô mấy chị nha. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng đi qua đường Trần Đại Nghĩa nha cả nhà. Phường 4. Thường thì đối với ở thành phố Vĩnh Long, cái đoạn đường mà tập trung buôn bán nhiều nhất vào buổi sáng là ở phường 1 nha cả nhà. Đa số những người mà lớn tuổi mà ở những cái phường khác á, dù có ở nhà trọ những phường khác thì những người lớn tuổi cũng là sẽ thuê xe ông đỡ ôm để chở xuống phường 1 là nơi tập trung mà đông đúc nhất, hoặc là phường 4 ở Vĩnh Long trong buổi sáng thì có thể là dễ dàng bán hơn. Đây cũng là một trong hai quán cà phê mà cũng đông khách lắm ha cả nhà. Ở đường Nguyễn Văn Thiệt. Mình đang nhắc nhà đường Nguyễn Văn Thiệt, phường 4 nha. Mình đang dắt cái nhà qua đoạn đường Phạm Thái Bường, phường 4.
Bây giờ là 7:42 rồi nha cả nhà. Thì mình sẽ tiếp tục gửi đến hoàn cảnh khó khăn tiếp theo là của ngoại này. Chắc có lẽ mình chiêu cô thôi. Dạ, khá là lớn tuổi rồi. Nhưng mà cô ấy rất là thường xuyên chịu khó đi bán sáng trưa chiều tối và đụng ve chai luôn cả nhà. Mặc dù là mình cũng gửi cho cô so ra là cũng khá là nhiều lần, nhưng mà tại vì mình đi thì mình gặp cô này nó là thường xuyên hơn những cái trường hợp khác. Tại cô này gần như là suốt ngày ở ngoài đường đó cả nhà. Đó, nhiều bán vé số và lồng vé chai nữa. Thôi, trong buổi sáng ngày hôm nay mình cũng gửi tặng cho cô một phần. Rồi, chào cô. Vô chỗ mát tí thì cô ấy vào. Bữa nay cô có bán vé số không? Rồi sáng giờ lụm dây chai được nhiêu rồi? Mới rồi già, chai đi mấy cái à. Dạ. Bị bữa nay khách ban ngày ít, ban đêm thì có. Theo thì sáng về, sáng dậy tao quét sạch rồi, cũng lụm ít lắm, sáng người ta quét thôi. Nhớ tối à, nhớ tối là mới đi chơi. Cô nhiêu tuổi con quên rồi? 75. Còn cô? Dạ, 65. 65, 75. Sao cô không bán vé số mà cô lụm dây chai? Bán vé số này mới ra bán người ta lùa lắm. Nhiều khi mình sơ hở chị cái ta rút. Dạ. Cái số mình giờ là chết luôn à. Dạ. Ủa, tóc của cô rụng là do bị gì cô? Bệnh. À. Là à, bệnh nó rụng thôi phải không ạ? À? Thành ra lượm dây chai cho nó an toàn. Dạ đúng rồi. Mỗi ngày vậy cô lượm được nhiêu? Rồi lượm bán 7 kiếm mua cá ăn còn giao chân. Bao nhiêu ngày mới bán một lần? 3 4 ngày mới bán một lần. Rồi cô bán được bao nhiêu một lần như vậy? Ờ, coi như là cũng tùy theo ngày. Dạ, ha. Theo cái ngày. Vậy là ngày lượm chưa tới 10.000 nữa. Chưa tới 10.000, mười mấy, 20.000 cũng có. Nhiều khi ta cơm gom lại cái ta cho mà tô bia đồ nó nhiều thì mình bán nhiều tiền. À, coi như người ta cũng thương hoàn cảnh của mình nha, người ta cho thêm những lon bia phải không? Cơm gom lại cái mà đi ngang cái người ta kêu người ta cho. Dạ. Còn cô thì con thấy ngoài đường suốt luôn á. Suốt luôn. Dạ, coi như sáng trưa chiều tối gì cô cũng gặp hết á. Ở mấy ngày cô bán được ngày nhiêu tờ rồi, con thấy cô bán xuyên thời gian luôn. Thời gian đi nhiều chứ không bán nhiều con ơi, tại nó dạ. Con bán không được nhưng mà người ta với nhiều. Con thấy cô ít có mời người ta hơn đúng không? Không, tại sao ạ? À? Mời qua con một lần với hai lần thôi, nhớ mặt là không bao giờ dám mời vì dạ. Có chúng ngại. À, con hiểu rồi. Bởi thành ra con thấy cô bán mà gần như cô bán không có bằng những cái người mà bán thời gian ít hơn. Mà cô thì con thấy cô đa số là ngoài đường hoài à. Dạ. Thì thôi, hôm nay thì cũng chia sẻ với hai cô. Con có nhận được sự ủng hộ của cô Vân Mạnh Thường Quân ở bên Mỹ. Có chút quà gửi đến những hoàn cảnh khó khăn lớn tuổi ở tại Vĩnh Long. Con thay mặt cô ấy gửi tặng cho hai cô. Xin cảm ơn của nhà tài trợ của cô Vân và dạ. Nhà Minh Nay Trá Minh ở Việt Nam có nhận số tiền về cho cô được chia sẻ với cô. Cô cảm ơn gia đình, chúc mừng gia đình dồi dào sức khỏe. Dạ. Nhận sự như ý. Dạ. Cảm ơn gia đình dạ. Mến. Rồi. Dạ rồi. Rồi con cảm ơn cô đợi xíu con xin tấm hình nha. Rồi con cũng gửi tặng cho cô một phần luôn. Hy vọng là cô sẽ đỡ phần nào cũng phần lụm dây chai của cô. À, đây là nguyện vọng của Mạnh Thường Quân thì người ta muốn cho những cái hoàn cảnh khó khăn có thể là có thêm cái tiền thuốc men uống hoặc là có thêm một cái phần lương thực phẩm trong 1-2 ngày tới. Rồi thì con chúc sức khỏe hai cô thôi. Dạ, cho con xin tấm hình nha. Con chào hai cô nha. Ờ, con đi tiếp đây. Ta tiếp tục thôi nha. Thì mỗi lần mà mình đi phát dạo á thì là rất là nhiều bà con cô chú bác điện thoại cho mình luôn. Thì
mà đã phát dạo rồi thì mình sẽ luôn luôn cố gắng và dành cho những người mà thật sự mà công việc mua bán hàng ngày á nó rõ ràng, để cho có thể chia sẻ với các mạnh thường quân và các anh chị cô chú bác đang xem video để cảm nhận rõ hơn về cái đời sống mưu sinh mua bán rất rõ ràng nhất và thực tế nhất à. Chứ mà nếu mà mình tập trung một cái thì như là các anh chị cô chú bác cũng đã xem rất là nhiều video của mình rồi, mình tập trung một cái là 400-500 người hơn là bình thường, phát như vậy rất là nhanh nhưng mình rất là khó kiểm soát. Thêm cái nữa là số lượng mà đây dạ, mình lại có duyên với bà ngoại lượm ve chai rồi, số lượng mà cái người lại á, sẽ đông hơn cái những gì mình đang có. Tại vì đối với những thu nhập mạnh thường quân thì sẽ có những cái kinh tế nó khác nhau đó. Nhưng mà tấm lòng ai cũng rất là quý và mình rất là trân trọng cái tấm lòng đó. Không phải cái nhà. Có rất là nhiều ý kiến đóng góp, ví dụ như là nói mình có thể là những mạnh thường quân, sau đó mình sẽ gom lại, sau đó mình sẽ bán tập thể một lần. Như vậy thì cũng rất là hay, nhưng mà có điều là mình không phải quay chia sẻ với cái nhà trước. Mình gửi cho chú này. Chú ơi, năm nay chú nhiêu tuổi rồi? 67 rồi. 67, mỗi ngày như vậy là chú bán được bao nhiêu tờ? 100 tờ. Dạ. Ngày nào mình cũng bán hết không chú? Hết. Dạ. Thường cái đoạn đường chú bán là đoạn đường nào? Dòng Phạm Thái Bường phải không ạ? À? Có một đây à. Dạ. Sao con thấy hình như là chú hơi bị thiếu cân hả? À. Có phải chú bị bệnh gì không hay là bệnh. À, chú bị bệnh gì chú? Huyết áp với chú ăn uống đồ được không? Không biết con. Không biết con. Là coi như là ăn là mình để sống thôi phải không ạ? Thì hôm nay cũng chia sẻ với chú là con có nhận được sự ủng hộ của cô Vân Mạnh Thường Quân ở bên Mỹ, có gửi về để gửi giúp những hoàn cảnh khó khăn á, lớn tuổi, khuyết tật ở tại Vĩnh Long. Thì con hôm nay cũng thay mặt cô ấy gửi tặng cho chú một phần. Đây là tấm lòng của cô Vân. Cảm ơn. Dạ. Rồi thì chú con xin cho con xin tấm hình nha. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục thôi cả nhà. Chia sẻ với những mạnh thường quân luôn, tại vì không phải lúc nào á là mình cũng nhận được cái số tiền lớn. Thành ra là đối với những mạnh thường quân á, có tấm lòng là gửi 50 đô hay là 100 đô, 150, 200 gì mình vẫn đều phát hết. Nhưng mà tùy theo có lúc á, thì những mạnh thường quân sẽ thường xuyên gửi liên tiếp cho mình. Đó, thì mình mới có thể là gom lại để mình phát tập thể một lần. Còn nếu mà lâu lâu những mạnh thường quân mới gửi khác nhau thì mình sẽ bắt buộc mình sẽ đi phát dạo để đảm bảo cái số lượng cái người được nhận nó dễ dàng hơn đó. Chào ba mẹ con. Nay ba mẹ con sao rồi, sáng giờ bán được không? Sáng giờ chị bán được có mười mấy tờ sáng giờ à. Bán gì cũng mười mấy tờ rồi làm sao mà biết chị nào mới hết. Nói chứ là tối hôm qua là em thấy là chờ ở ngoài đường đã vắng rồi đó. Ừ đúng rồi. À, rồi này ai cho chị gì đây? À cái này thì ba cho chị sâu giò với chuối. Sâu giò với chuối hả? Dạ. Ồ coi như cũng ngon ha, nay ba mẹ con coi bộ cũng có đồ ăn sáng rồi. Có rồi. Rồi thì cũng chia sẻ với chị luôn, hôm nay em nhận được sự ủng hộ của cô Vân. Dạ. Mạnh Thường Quân ở bên Mỹ. Dạ. À, có chút quà gửi đến những hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật ở tại Vĩnh Long. Thì riêng trường hợp của chị thì một mình mà dắt hai đứa con đi bán như vậy thì nó rất là cực luôn. Đó, thành ra em cũng thấy cái hoàn cảnh của chị cũng rất là cần sự giúp đỡ.
thì thôi em cũng thay mặt cô ấy gửi tặng cho chị để có thể là có thêm kinh phí lo cho hai đứa nhỏ. Cảm ơn cô, với em thì em chúc cô có nhiều sức khỏe, giúp thêm nhiều nguồn mẫu nữa. Dạ rồi, rồi thôi cảm ơn chị. Cũng hy vọng là chị sẽ mua quay bánh đất trong ngày hôm nay. Cho em xin chụp tấm hình nha. Chào ba mẹ con nha. Trên cái đó thành ra mình tiếp tục cái câu chuyện chia sẻ nãy là Mạnh Thường Quân miễn là có lòng là mình sẽ gửi giúp đó, đến tay tận tay hoàn cảnh khó khăn đó. Nếu mà nhiều thì mình sẽ phải tập trung, nếu Mạnh Thường Quân nào muốn phát gạo phát mì thì bắt buộc mình phải tập trung, còn nếu mà Mạnh Thường Quân nào đó muốn phát kinh phí thì mình sẽ phát kinh phí, tùy theo số lượng nhiều hay ít thì mình sẽ phát tập trung hay là mình sẽ đi phát dạo như vậy. Phát dạo như vậy thì gọi là một cái duyên thôi, để gặp gỡ ở trên đường, trên cái cuộc sống mưu sinh hàng ngày của những người khó khăn. Còn phát tập trung thì cái số lượng nó sẽ rất là đông luôn. Dạ, mình cũng chia sẻ cho những anh chị, cô chú bác Mạnh Thường Quân có thể hiểu thêm về cái công việc phát thiện nguyện của mình ở tại Vĩnh Long. Ít số lượng mình thấy là hỗ trợ được tầm khoảng mười mấy, hai mươi mấy người hay là ba mươi mấy người, bốn mươi mấy người gì đó thì mình sẽ quyết định mình đi phát dạo. Còn nếu mà nhiều Mạnh Thường Quân gửi lại một lần mình cảm thấy là có thể là phải tập trung được thì mình sẽ phải tập trung với số lượng nhiều hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng vào siêu thị nha cả nhà, để kiếm ngoại sinh. Trước khi gửi ngoại sinh thì mình quyết định mình sẽ gửi ngoại này trước. Rồi con chào ngoại. Nay ngoại bán nhiêu tờ? Bán được 60 tờ mà còn. Dạ, có nghĩa là ngoại lấy 60. Mà giờ ngoại bán còn như đây. Như đây chắc được phân nửa không ngoại? Được. Cũng chia sẻ với ngoại luôn là hôm nay là con nhận được sự ủng hộ của cô Vân Mạnh Thường Quân ở bên Mỹ. Có chút quà gửi đến những hoàn cảnh khó khăn ở tại Vĩnh Long, với lớn tuổi với khuyết tật, thì thôi thay mặt cô ấy con cũng gửi cho ngoại một phần quà của cô Vân. Cô Tụ Minh chuyển lời nói gì liễu gửi lời cảm ơn cô. Dạ. Yeah. Với lại Tụ Minh ơi, Tụ Minh có thể giúp gì không, có người ta chỉ gì đấy. Tụ Minh thì giúp được đã từng rất nhiều người. Gia đình của thằng em năm nay con vợ bệnh vô bệnh viện 3 tháng đem về chung. Cái năm tới thằng chồng vô bệnh viện 3 tháng đem về chung. Chết mà nó rủ nhau, nó đi chết khích bên yeah. nhau rồi. Giờ bỏ lại ba đứa con, đứa lớn nhất 42 tuổi bị tập hợp. Nó không biết gì hết. Một bộ đồ bận vô 15 phút nó xé tan qua. Còn em nó nấu nồi cơm mới để nó bưng nó liền, thái độ cuốn chua. Rồi cái thằng con trai thì đạp vé số đi bán từ đây đi lên tận đạp về. Con em út ở nhà thì giữ chị, không dám hở cửa nó ra xe, không biết đến xe ra đường xe can chứ. Người ta nói bây giờ trình bày với cậu Minh giúp được. Mấy cái đó thì con nghĩ là chính quyền lo, chứ mà không thể nào mà con có thể lo được cho gia đình mà tới hai ba người được. Đó, với Mạnh Thường Quân người ta cũng như vậy. Đó, thì bây giờ thì ngoại chia sẻ như vậy thì con tiếp thu. Đó, thì Mạnh Thường Quân người ta xem, nếu mà Mạnh Thường Quân người ta có nhã ý gì đó thì Mạnh Thường Quân góp ý thì con sẽ gửi cho ngoại. Còn bây giờ thì con chỉ phát như vậy thôi. Rồi. Dạ rồi. Rồi con chào ngoại nha, chúc ngoại mua mai bán đất. Chào ngoại nha. Rồi cả nhà, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Mình đang dắt ở nhà ở đoạn đường Lê Lai, phường 1, thành phố Vĩnh Long nha cả nhà. Chút xíu nữa thì như nãy mình có chia sẻ là ngoại sinh rồi bán ở chỗ bãi giữ xe.
siêu thị của Ốc Mát phường 1 thì khoảng tầm trễ hơn tí nữa thì mẹ mới ra. Giờ là 7:59 rồi, 8 giờ rồi đó cả nhà. Đây nhé cả nhà, ở đoạn đường Trương Hưng Đạo Quân phường 1 nha cả nhà. Cả nhà có thể thấy là những cái nhà máy nước bên tay trái. Nè, có bán vé số không chú? Con nhớ là hình như là chú bị viêm phế quản hay gì đúng không? Dạ. Với bệnh da dày. Dạ. Còn nó mệt quá, bán sáng giờ có 20 tàu, 30 tàu vậy. Sao chú bán ít vậy? Bởi vì mệt. À, năm nay chú nhiêu tuổi không quên rồi? Năm nay 67 rồi. 67 rồi. Ừ. Mỗi ngày bán có mấy chục ngàn, như là làm sao đủ chi phí? Rồi vậy sao đủ chi phí? Cũng gán con sống chứ sao con. Ờ, rồi chú có con cái gì không? À, con thì nó nhỏ đi ở Tây Ninh, nó mướn nhà nó bán vé số. Dạ. Rồi con nó thì ở với chú. Dạ. Rồi hai ông cháu sống với nhau rồi bán nương tựa nhau sống à. Mà 20 ngàn làm sao đủ để một mình sống, còn không đủ làm sao mà lo cho cháu được. Thì bây giờ có nhiêu ăn nhiêu rồi con. Có nghĩa là ba má nó có gửi về cho chú để chú... Mà mẹ nó đi bán vé số thì ảnh là lâu lâu gửi về 200-300. À. Rồi hàng tháng vậy đó, rồi chú cấp chú cho tiền nó đi học. À, có nghĩa là coi như là chú cũng hỗ trợ qua lại đúng không? Dạ. À, coi như mình bán thì được bao nhiêu thì nó hay bốn nhiêu. Được nhiêu thì hay nhiêu, ví dụ mà nào nắng thì được 30-40, 40-50. Rồi thì cũng chia sẻ với chú luôn là hôm nay con nhận được sự ủng hộ của cô Vân, dạ. Mạnh Thường Quân ở bên Mỹ có gửi về để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn tại dạ. Vĩnh Long, thì con cũng thay mặt cô ấy gửi tặng cho chú một phần. Dạ. Rồi chào ngoại. À, chú cảm ơn cô Vân đã. Là Việt Kiều của ảnh đó là cho khỏe, chúc là dạng sự như ý cho con. À, sao nữa à, chú cũng cảm ơn chú Minh hỗ trợ cho chú. Dạ rồi. Với cô Dân. Dạ rồi. Cảm ơn Việt Kiều. Rồi, à, chú đợi xíu cho con chụp tấm hình. Dạ. Ôi, chào ngoại. Dạ. Nay lượm sáng giờ lượm cho trai nhiều chưa ngoại? Ờ, được chứ, bữa nay ít rồi con ơi. Đâu có nhiêu nè, để gà có nhiêu nè. Ủa, bọc ni lông cũng lượm nữa hả? Không có bọc, bọc ni lông lượm 1 kg đó con. À. Rồi mỗi lượm như vậy bao nhiêu ngày mới bán lần? Có khi nửa tháng mới bán lần con ơi. Rồi nửa tháng mới bán được nhiêu tiền? 30-40. Dạ, nửa tháng là 7 ngày, 40 ngàn, ngày được có 6 ngàn hả? Ờ, tại vì ngày nhiều lắm có 3 ngàn à. Dạ. 3 ngàn cái mũ rồi con. À, rồi thì thôi cũng chia sẻ với ngoại luôn. Thì con cũng biết hoàn cảnh của ngoại là lớn tuổi khó khăn rồi. Thì con có nhận được sự ủng hộ của cô Vân, Mạnh Thường Quân ở bên Mỹ, có gửi về để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, lớn tuổi khuyết tật ở tại Vĩnh Long. Thì con cũng thay mặt cô ấy để tặng cho ngoại một phần. Rồi. Đây là tấm lòng của cô Vân, Mạnh Thường Quân. Rồi, ngoại cảm ơn con, với cảm ơn ai con? Cô Vân. Cô Vân với ai nữa? Dạ, một mình cô Vân à. À rồi, dạ. Cô cảm ơn rất nhiều nha. Rồi, dạ. Rồi ngoại lì xì ra cho con tải số đi. Rồi, này con giữ giùm ngoại nha, khi nào trúng ngoài lại, ngoại kiếm con, ngoại lấy lại nha. Rồi, rồi. Đó, rồi. Rồi, bây giờ cho con chụp tấm hình nha. Rồi, chụp đi. Dạ, khoan, lấy tiền nha, con mới chụp được. À, quá nữa. Dạ rồi. À, còn riêng mà chú này là không có nói chuyện được, nhưng mà nghe được. Dạ. Cái này chắc có lẽ bị bệnh gì đó.
Dạ chú nghe được không? Chú nghe được mà nói chuyện không được thôi. Dạ con nghĩ đó là một cái bệnh gì mà liên quan tới cái cuốn lưỡi quá. Chứ thường là khi mà câm là người ta sẽ không nghe được. Thôi con cũng hỗ trợ cho chú một phần luôn. Đây tấm lòng của cô Vân, Mạnh Thường Quân. Ơi. Dạ, cảm ơn chụp tấm hình cho ta. Rồi cả nhà ơi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục thôi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục lang thang trên đoạn đường. Đây là đoạn đường Phan Bội Châu nha cả nhà. Rồi, chúng ta chuẩn bị qua khúc ngã ba này là chúng ta trở thành đoạn đường Phan Tô Thiên Huỳnh. Đây, ở đây có một ngoại lớn tuổi đang bán vé số đây. Cả nhà có thể thấy là thân hình của ngoại rất là nhỏ. Nhỏ bé không ạ? Ngoại ra có mua vé số cho ngoại. Hôm nay ngoại nhiêu tuổi rồi? Dạ 80. 80. Hoàn cảnh mình như thế nào mà lớn tuổi mà mình phải đi bán từng tàu với số gì ngoại? Vậy là ngoại sống có một mình hả? Dạ, sống một mình với nhỏ con gái út. Dạ, rồi mỗi ngày ngoại bán được nhiêu tờ? Bán ít, rậu không có nổi rồi bán 80 tờ. 80 tờ, dạ. 8, vậy là ngoại lời được bao nhiêu tiền? Cũng không nhớ. 80 tờ thì được bao nhiêu? 80 ngàn. Dạ, coi như là ngoại cũng lớn tuổi thành nên nó cũng hơi khó về vấn đề trí nhớ ha. Dạ. Dạ, thì thôi con cũng chia sẻ với ngoại là hôm nay con có nhận được sự ủng hộ của cô Vân Mạnh Thường Quân ở bên Mỹ, có chút quà gửi đến những hoàn cảnh khó khăn, lớn tuổi, khuyết tật ở tại thành phố Vĩnh Long. Vậy mong muốn cô ấy là muốn hỗ trợ cho ngoại một phần nào, có một số kinh phí để mua thuốc men để uống có thể là đỡ đau nhức, hoặc là có thể là mua gạo hay gì đó, đó để có thể là phục vụ cái buổi ăn của mình nó đầy đủ hơn. Thì con thay mặt cô ấy gửi tặng cho ngoại một phần. Cảm ơn. Dạ, đây là tấm lòng của cô Vân. Dạ. Dạ. Dạ rồi. Rồi ngoại cho con xin tấm hình nha. Dạ. Rồi, chào ngoại nha. Rồi chúng ta tiếp tục trên đoạn đường Tô Thiên Huỳnh nha cái nha. Rồi mình sẽ gửi đến hoàn cảnh tiếp theo. Rồi con chào ngoại. Bữa ngoại nói ngoại nhiêu tuổi con quên rồi. 73 mình. 73. Dạ rồi thôi cô thôi. Yeah. Rồi thì hôm nay cũng chia sẻ với cô. Yeah. Thì con có nhận được sự ủng hộ của cô Vân. Yeah. Mạnh Thường Quân ở bên Mỹ có gửi về để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ở thành phố Vĩnh Long. Yeah. Lớn tuổi khuyết tật. Con cũng thay mặt cô ấy gửi tặng cho cô một phần. Yeah. Hôm nay cô lấy nhiêu tờ? Dạ 100 tờ mới bán được có 18 tờ rồi mình. Dạ. Sáng giờ bán 18 tờ giờ đau quá. 8 giờ 10 phút rồi. Dạ. Dạ thì con thấy là cô là đi không có được bình thường luôn đó. Dạ, mấy dạy chân nhất hơn như mình. Dạ. Về. Rồi thì đây là tấm lòng của cô ấy. Dạ. Muốn giúp cho cô là có thêm cái chi phí để mua thuốc men. Dạ. Để phục vụ công việc mua bán của mình cho đỡ đau nhất. Dạ. Cái thứ hai là có thể là mua những cái món đồ ăn ăn ngon hơn. Dạ. Trong những cái cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn Mạnh Thường Quân của mình. Dạ rồi. Rồi cho con xin tấm hình nha. Hy vọng cô sẽ bán hết trong ngày hôm nay sớm thôi. Rồi cả nhà bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục thôi. Dạ. Rồi chào cô. Dạ. Đây mình gửi đến hoàn cảnh ngoại tiếp theo đang bán ở chỗ khách sạn Sài Gòn Phú Long. Rồi con chào ngoại. Mà bị giật cái số đỡ hoài nữa vậy, sao bị giật hoài vậy? Thôi thì bây giờ thôi con cũng chỉ hỗ trợ được cho ngoại một phần thôi. Bữa nay tấm lòng của cô Vân, ngoại là thường xuyên bị giật cái số nhất luôn á, gì đâu mà cứ bị hoài như vậy làm sao. Thôi con chịu thua thì con chỉ hỗ trợ cho ngoại được cái phần ngày hôm nay thôi. Dạ một phần. Dạ đây là tấm lòng của cô Vân Mạnh Thường. Dạ. Quân ở bên Mỹ. Dạ, có chút quà gửi đến. Dạ. Những hoàn cảnh hôm khó khăn lớn tuổi có gạo có mì đó. Dạ. Bà ăn cũng
Phật. Dạ rồi. Dạ. Rồi thì con ngoại cho con xin tấm hình nha. Dạ. Giọng ngoại sẽ mua mai bánh đắt lại thôi. Rồi, chào ngoại. Đó thì đối với cả nhà có thể thấy đó, ngoại ấy là rất thường xuyên bị giật cái số luôn. Chắc có lẽ là ngoại ấy bán ngay cái tuyến đường mà nó dễ giật cả nhà. Ở thành phố Vĩnh Long của mình thì cũng khá là nhiều cái bất cập lắm. Thành ra là đối với những hoàn cảnh khó khăn á, khi là gặp xui rủi thì mình cũng cố gắng mình hỗ trợ một phần nào thôi, chứ rất là khó để có thể là hỗ trợ đầy đủ lại. Mình đang dắt cái nhà trên đoạn đường Trưng Nữ Vương, quận 1. Cả nhà có thể thấy là đối với những người khó khăn á, thì những cái tấm lòng của mình hùng quân á, dù là chỉ một bao gạo hay một thùng mì, là một cái món gì đó, đối với những người khó khăn rất là đáng quý và đáng trân trọng luôn. Thật ra khi mà chúng ta gửi tặng cho những người khó khăn á, thì những người khó khăn đó luôn luôn nhớ tới những phần quà của những mạnh thường quân. Bệnh nhân rồi. Hello, anh nghe em nói không? Dạ. Năm nay nhiêu tuổi rồi? 25. 25. Dạ. Ok, mỗi ngày em bán được nhiêu tờ? 200. 200. Dạ. À, vậy là nghe 200. Được luôn ha. Ồ, vậy là cũng rất là hay luôn. Rồi, hôm nay anh có nhận được sự ủng hộ của cô Vân, Mạnh Thường Quân ở bên Mỹ, có gửi đến những hoàn cảnh khó khăn ở tại khuyết tật ở tại Vĩnh Long. Anh cũng trao tặng cho em một phần. À. Rồi, chúng ta tiếp tục thôi cả nhà. Mình sẽ gửi cho anh cũng khuyết tật. Mình thấy anh đi này. À đây. Nhà xe bên ấy cũng đi bộ sáng giờ chắc cũng rất là mệt rồi. Ướt đẫm hết trơn rồi. Anh ơi. Rồi chào anh. Sáng giờ anh bán được nhiêu tờ rồi? Này gài chưa? Chưa dạ. Là được nhiêu tờ rồi? 50 tờ. Dạ.
Rồi cũng chia sẻ với anh luôn. Hôm nay là em có nhận được sự ủng hộ của cô Vân Mạnh Thường Quân ở bên Mỹ, có gửi về để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Vĩnh Long, lớn tuổi và khuyết tật. Thì anh cũng là một trong những trường hợp mà em thấy là cũng rất là chịu khó đi bán mà cũng khuyết tật ha, di chuyển khó khăn. Thì thôi em cũng thay mặt cô Vân gửi tặng danh một phần. Cảm ơn chú. Dạ. Cảm ơn. Cho em xin tấm hình nha. Rồi bây giờ mình chỉ còn một phần cuối cùng thôi cả nhà. Mình sẽ gửi cho theo yêu cầu của Mạnh Thường Quân thì mình sẽ gửi cho ngoại sinh ở tại siêu thị của ốc mắt. Bây giờ là 8:17 rồi cả nhà. Thì mình xin nhắc lại với nhà nha, hôm nay là mình nhận được sự ủng hộ của cô Vân Mạnh Thường Quân ở bên Mỹ, có gửi về cho mình 200 đô để mình đổi ra mình giúp cho 24 hoàn cảnh khó khăn ở tại thành phố Vĩnh Long. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay mình đổi được tỷ giá đô la là 2.358.100 đô, ra là 200 đô thì sẽ được là 4.716.000. Rồi giờ chúng ta sẽ cùng đang đi đến siêu thị của ốc mắt nha cả nhà. Đây là đoạn đường Trưng Nữ Vương phường 1. Thì đối với những hoàn cảnh khó khăn ở Vĩnh Long á thì rất là nhiều, như cả nhà cũng đã từng thấy rồi. Đó. Đây mình cũng sẽ tiếp tục gửi cho dì này luôn. Bây giờ là chắc có lẽ là mình sẽ xin sự ủng hộ của bạn bạn này tên gì mình quên rồi. Rồi chào cô. Chào con. Rồi hôm nay chúng ta lại có duyên nữa rồi đó luôn á. Dạ. Để con xem. Để con xem. Rồi. Vậy thì hôm nay mình sẽ dùng sự ủng hộ của bạn Nguyễn Quốc Việt. Nó có gửi về mình 500 luôn, mình cũng sẽ phát luôn. À, dạ không. Ý con nói là dùng 500 nhưng mà có điều con phát cho cô một phần là 200 thôi. Dạ rồi. Đó. Cảm ơn cậu nhiều lắm nha. Dạ. Không điều là tới với cậu có duyên thiệt. Dạ. Thì con sẽ gửi cho cô theo tấm lòng của bạn Nguyễn Quốc Việt. Đó, con sẽ dùng số tiền của bạn ấy để gửi tặng cho cô luôn. Dạ. Dạ. Mừng quá. Dạ rồi. Rồi. Rồi, tấm tặng lại cậu này đã có chúng đầu đi làm từ thiện với người ta. Dạ, cái này là con nhận nha, rồi sau đó là khi nào mà chúng đặc biệt hay gì đó thì lại con lấy lại, rồi sau đó đưa ra ý kiến cho con là sẽ làm từ thiện như thế nào. Dạ. Tại vì cái này thì coi như là giữ giùm cô thôi. Dạ. Hy vọng sẽ may mắn hơn thôi. Dạ. Vậy cô ha. Dạ, hy vọng cô mua may mắn đắt. Dạ, trong ngày hôm nay. Cảm ơn cậu mình nha. Dạ rồi. Dạ. Chào cô. Dạ, chào cậu. Dạ. À, cả nhà đợi mình tí. Rồi cả nhà ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đến siêu thị thôi. À, để đi kiếm ngoại sinh, không biết giờ ngoại sinh đã ra bán chưa. À, để trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ hoàn thành cái tấm lòng của cô Vân. Rất là nhiều trường hợp mà người ta liên hệ với mình đó cả nhà, để giúp về những hoàn cảnh khó khăn mà cá nhân, nhưng mà thật sự là rất là khó cho mình. Tại vì ai cũng phải có công việc, phải làm một thời gian thì có dư, thì những người Mạnh Thường Quân mới hỗ trợ để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Chứ không thể nào mà cứ mỗi ngày mà mỗi hoàn cảnh như vậy thì thật sự là không. Mình cũng phải biết suy nghĩ tới những cái cuộc sống của những Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân phải làm, lao động, có dư thì mới hỗ trợ được. Đồ ngoại sinh chưa ra cả nhà. Biết hôm nay ngoại sinh có hay không.
ông ngoại hay ngồi góc chỗ này nè cả nhà, chỗ này. Thôi bây giờ chúng ta hãy cùng chờ đợi nha cả nhà ha. Dạ rồi cả nhà ơi, thì bây giờ là 9 giờ rồi cả nhà, thì mình đã đợi được ngoại sinh lại bán rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lại trao phần quà của cô Vân, Mạnh Thường Quân cho ngoại sinh. Đây, bãi dưới xe, siêu thị của Mark. Có chào ngoại. Trời ơi. À, sáng giờ con đợi ngoại á nha. Mới nhắc nè. Bởi vậy. Mới sáng... nhắc ngồi dưới chợ á nhắc. Sáng giờ con đợi ngoại, sáng giờ ngoại bán rồi khúc nào? Không có bán, ngồi dưới á. Giờ mày mới ra đúng không? Mới lên nè. Dạ rồi, thì hôm nay con chia sẻ với ngoại là hôm nay con nhận được. Lấy cho con tờ vé số, tờ nào cũng được. Hôm nay là con nhận được sự ủng hộ của cô Vân, Mạnh Thường Quân ở bên Mỹ. Có gửi về để giúp đỡ cho ngoại về một cái phần quà là 400 ngàn. Đó, đây tấm lòng của cô Vân. Dạ, cảm ơn cô Vân. Dạ rồi. Chúc cô Vân dồi dào sức khỏe. Dạ. Rồi. Đó. Rồi, thôi thì con cũng xin phép ngoại con đi. Dạ, dạ, cảm ơn nha. Dạ rồi. Mới nhắc nè. Dạ, thì hôm nay ngoại cũng vui rồi. Hy vọng ngoại sẽ không ai bán đắt trong ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn cô Tha Minh nha. Dạ rồi, rồi con chào ngoại. Bye. Dạ, cho con xin tấm hình nha. Dạ rồi. Bye. Dạ rồi, con chào ngoại nha. Rồi, cảm ơn cô Minh. Vậy là mình đã trao xong là 200 đô la của tấm lòng của cô Vân. Và bạn Nguyễn Quốc Việt là 200 ngàn đối với những hoàn cảnh khó khăn ở tại Vĩnh Long. Thì cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Cảm ơn cô Vân rất là nhiều. Hẹn gặp lại cả nhà trong video sớm nhất. Chào tạm biệt cả nhà. Để mình gửi xe ở đây, giờ mình lấy xe đây.